Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em nha. Và tiếp theo những video và những con máy trước nha anh em, là hôm nay cũng tiếp tục trả đơn hàng cho anh em khách thủ tiếp theo bên em ha. Là hôm nay cũng xin trả hàng cho anh Tâm, khách hàng ở Kiên Giang. Là con máy kích cá điện tử 12 feet lớn, chạy băm D3 cách ly. Thì dòng này chuyên đánh tổng hợp tất cả các loại cá nha anh em, đánh được cái dùng nước ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn, ngọt nhiễm tạp chất ha, đều đánh được. Nó chỉ không đánh được ở dùng nước nhiễm tạp chất mặn, độ mặn quá cao thôi ha. Thì con máy là thiết kế là có tích hợp tất cả các tính năng bảo vệ đầy đủ nha anh, là chống gập ngược nè, chống chập vợt, chống quá tải qua dòng và chống gật gò bóp đầy đủ cho anh em ha. Thì tổng quan con máy đây, anh em đã nhìn thấy đây ha. Thì dòng băm DB3 cách ly này thì em cải tiến từ dòng băm DB3 huyền thoại ha. Thì nhằm mục đích là để cho con máy nó đạt hiệu quả và hiệu suất nó cao hơn, là khả năng tỷ lệ rút cá ha, và cái khả năng cá sát sức cá nổi đẹp hơn cái dòng băm DB3 bình thường. Thì anh em đã nhìn thấy đây ha, đây đó, tổng quan con nội thất bên trong con máy anh em đã nhìn thấy đây đây đó. Thì dòng băm DB3 bình thường là nó chỉ chạy là SCR song song, nhưng đối với cái dòng băm DB3 cách ly này là cho sử dụng là SCR chạy nối tiếp nhau nha. Thì đây là cái ở phía dưới này nè, có căn chỉnh, có độ thêm là cái cuộn đây, cuộn lái SCR nằm phía dưới này nha anh em. Thì con máy em làm cho anh là linh kiện loại tốt nha anh. Nói chung là bên em nó không với linh kiện loại thường, loại dởm, loại rẻ ha. Thì để đảm bảo cái hiệu quả nè và cái độ an toàn cho anh em khi sử dụng ha, để tránh trường hợp là xài linh kiện loại thường, loại dởm, loại rẻ thì nó dễ bị chạm và nguy hiểm đến anh em ha. Và thì linh kiện loại thường, loại rẻ thì giá máy sẽ rẻ nha anh em, còn nói chung là em làm giá máy nó cũng là trung bình thôi, nói chung là đúng tầm, đúng chất lượng ha. Còn đằng sau máy đó nha anh em, thì làm dây kẹp cho anh là dây 6 chấm ha, là dây đôi, là màu đỏ là dây đỏ này là kẹp đỏ nè, là cộng ha. Còn dây màu vàng kẹp đen này là trừ, màu vàng kẹp đen là trừ nha. Thì phía sau quạt có dây, con đây có lưới chắn rác bảo vệ đủ cho anh em ha. Rồi bây giờ tiến hành đóng nắp và hướng dẫn chi tiết hơn để cho anh biết cách sử dụng cho nó đúng và hiệu quả cao nha anh em. Anh em nào có yêu quý mình á, muốn giao lưu máy thì cứ việc liên lạc trực tiếp cho em, để số điện thoại trên góc màn hình nha anh em. Thì máy bên em thì nói chung là không có sẵn đâu nha anh em, ví dụ anh em đặt thì em tiến hành em làm thôi, tại vì em cũng làm theo trình tự theo đơn hàng của anh em nữa, chứ không phải là làm máy bán đại trà ha. Thì tại vì tùy vào cái nguồn nước, tùy vào cái vùng của anh em thiết kế thì con máy sẽ khác nhau, cho nó phù hợp với cái mực nước và cái dùng nước chỗ anh em ha, chứ không có là máy bán đại trà nha anh em. Nói chung là đại trà thì mình đâu có biết dùng nước của anh em như thế nào đâu, em sản xuất theo cái đúng y chang vậy được. Với lại em muốn làm sẵn cũng không được đâu nha anh em, tại vì
em còn thời gian, nói chung là sắp xếp là kịp, không kịp trả đơn hàng cho mấy anh nhưng nên không có thời gian đâu mà dầm dư máy để sẵn ha. Thì anh em đặt bên em thì chung anh em làm ăn nói chung là cơ sở nhỏ thôi, nhưng mà em là cái uy tín chất lượng cao, uy tín em lớn ha. Thì anh em nào có Zalo với em thì anh em cũng đã biết rồi ha. Thì phong cách làm việc và cái em làm việc tận tâm như thế nào ha. Thì nói chung anh em mình gặp nhau là một cái duyên ha. Nói chung là anh đa số anh em đa phần trên mạng thì cũng rất nhiều anh em đồng nghiệp làm ha. Nhưng mà những anh em nào đặt máy bên em á, tất nhiên là đã gặp định được em rồi ha. Thì gặp nhau cũng là một cái duyên ha. Còn thì em đến với anh em là một cái tâm, một cái tình ha. Chung làm hết sức mình để phục vụ cho anh em ha. Rồi bây giờ tiến hành test máy cho anh nha. Giới thiệu mặt mặt trước để anh cách sử dụng cho anh chính xác hơn nè. Đây để em hướng dẫn mặt trước nha. Thì mặt trước đây nha anh, thì cũng như những con máy trước thôi, cũng không có gì mà khác lạ. Thì em ký hiệu rất rõ ràng từng cái bộ phận, từng cái chức năng trên mặt trước này ha. Thì đây hai cọc cục màu là màu đỏ nè, em ký hiệu là cò bóp. Thì mình lắp dây cò bóp này vào đây, thì dây cò bóp này dài 3 mét cho anh nha. Còn hai cọc khác màu phía bên đây là mình ra vượt và ra mát mát thuyền đó. Trong trường hợp nếu anh không biết sử thả mát thuyền thì alo cho em sẽ hỗ trợ cho anh cách làm mát thuyền này ha. Còn hai nút ở giữa này nè, nút tần số và nút bâm xung trộn xung, thì nút màu đỏ đây là phía đây chữ tần số ha. Tần số là mình quặn theo chiều kim đồng hồ là nó mạnh dần, và ngược kim đồng hồ là yếu lại ha. Tùy vào mực nước, tùy vào mặt cá ha. Thì anh em có tần số khác nhau, anh em chỉnh cho nó phù hợp, nó đạt, cá nó nổi đẹp ha. Thì anh về anh đi mức 3 hoặc mức 4 cho em, thì em có dấu hiệu, ký hiệu dấu chấm trên đây nè. 10 dấu chấm tương đương với 10 số ha. Anh để phước chấm số 3 trước đi. Thì về anh đánh, nếu cảm thấy cá nổi đẹp ở mức độ đó thì anh để tần số đó anh đánh ha. Đó. Còn nếu anh cảm thấy cá nó còn hơi chạy á, và là rất yếu thì có thể mình tăng tần số lên cho mạnh lên chút xíu ha. Phải tùy vào cái mực nước, vùng nước mình có tần số khác nhau. Anh em chung mình tùy cơ biến chỗ chỉnh này nha anh em. Còn trong trường hợp mình cảm thấy con cá nó chết tim, chết liệm, chết lì thì nó lên lưỡi mặt nước và nó chìm liền á, thì lúc đó anh em vui lòng mà giảm tần số lại xíu ha. Tại vì nó mạnh quá thì cá nó sẽ bị chết chìm, chết tim nha anh em. Thì chỗ cái vợt á, cái vợt này nè, thì anh em để dưới mặt nước khoảng 5 tấc đổ về thôi, chứ đừng có để mà sâu xuống dưới quá ha. Để sâu quá thì cá thì rút theo cái vợt này nó chìm dưới, anh em bắt không được. Thì anh em lưu ý ha, chung là cái kỹ thuật đánh cũng rất quan trọng như anh em, và cái kỹ thuật thả mát ha, kỹ thuật làm dây vợt nữa. Chỗ có đường dây vợt á, anh em lưu ý cho em là mình phải hàng chắc chắn vào ha. Nói chung máy anh em nếu không hàng em không có chịu trách nhiệm phần hiệu quả máy đâu nha anh em. Mình phải hàng chắc chắn vào thì điện nó tiếp xúc tốt vào cái vợt, mình đánh máy mới hiệu quả ha. Chứ anh em mình quấn sơ sơ vào cái chỗ có vợt á thì 1-2 ngày đầu dây điện tốt nè, còn mới á, dây điện còn mới, vợt còn mới thì nó tiếp xúc tốt thì điện nó vẫn hiệu quả mấy ngày đầu. Còn mấy ngày sau nước, nhiều khi nước bẩn nè, nước nhiễm tạp chất đó là nó đóng lên cái vợt á, thì lúc đó là giữa tiếp xúc giữa cái dây điện và cái vợt nó không còn cái độ tiếp xúc cao tốt nữa, thì hiệu suất và hiệu quả máy đánh sẽ không hiệu quả nha anh em. Anh em lưu ý thật kỹ cho em ha. Thì đa phần đa số á, một số anh em á sử dụng vợt mới, đa phần cũng có một số anh em nó sử dụng vợt cũ, dây điện cũ nữa, nhưng mà sử dụng máy mới, nhưng mà anh em sử dụng dây điện cũ, vợt cũ nè, hiệu suất sẽ không có ha. Tại vì dây vợt cũ, điện dây vợt cũ á thì lâu ngày nó bị oxy hóa rồi, hiệu suất sẽ kém nha anh em. Anh em xài thời gian thì mình chịu khó mình thay ha, để đảm bảo cái độ an toàn và cái hiệu suất máy cao ha.
với dây điện bị thối ruột chứ, anh em đánh hiệu quả đâu có bằng như người ta được. Nói chung là phần đó là phần của anh em, nhưng em nói chi tiết cho anh em để anh em hiểu ha, cho sử dụng cho đúng cách và hiệu quả cao ha. Còn nút màu vàng phía bên đây thì là nút chỉnh bơm xung, trọng xung, và đồng thời nó cũng là một cái công tắc như nè, là công tắc chuyển chế độ ha, là chế độ đánh lì và chế độ bấm bơm xung. Thì mình tắt công tắc này nghe một cái tách nè nè đó, anh em nghe rõ ha. Đó, mình tắt về đây thì là nó ở chế độ đánh lì, khi mình mở công tắc lên là chế độ đánh bơm xung, trọng xung ha. Thì bơm xung, trọng xung thì mình tự căn chỉnh, nó có độ nhanh chậm khác nhau, thì mình chỉnh càng về hướng kim đồng hồ là nó nhanh dần. Nó thì em có ký hiệu sẵn làm dấu cho anh nè, nó anh áp dụng vào hai mức này anh đánh, còn anh muốn căn chỉnh mức khác nữa thì anh tự căn chỉnh ha. Em đã căn chỉnh mặc định sẵn cho anh rồi, anh cứ áp dụng vào đây anh đánh nó, nếu có thể là trên là chút đỉnh ha, nó có thể tùy vào một nước mình có thể nhích tới nhích lui, chung anh nhích sao nó phù hợp, cá nó đạt nó đẹp ha. Rồi, hướng dẫn rất là chi tiết ha, anh em cũng chắc có thể anh em đã hiểu. Rồi, bây giờ tiến hành test con máy cho anh nha. Rồi, em đã kẹp bình vào rồi nhé anh em. Thì anh em lưu ý nè, đối với máy điện tử ha, thì mình cho mang tải xuống nước nó mới xuất cái dòng điện ra được, nó con máy nó mới hoạt động nha. Thì mình ở trên bờ mình bóp không vậy là không kêu nha nè ha. Nếu ở trên bờ như vậy mình phải cho mang tải bóng đèn, thì hiện tại em đang cho mang tải bóng đèn 1000W ha. Thì trước khi mình hạ cái vợt xuống nước đánh đó thì anh Tâm lưu ý cho em ha, mình phải khởi động máy trước khi mình đánh để đảm bảo là máy nó bền, hiệu quả nó cao ha. Còn nếu anh em không khởi động cũng được, nhưng mà đánh hiệu suất sẽ không bằng như anh em ha. Nói chung là một cái mẹo nhỏ thôi, nhưng mà giúp chúng ta là hiệu quả tối ưu ha. Thì trước khi anh hạ vợt xuống nước đánh nè, anh khởi động máy bằng cách bóp cò trước cho em một cái hoặc hai cái đây đó, để điện nó nạp vào tụ lập nguồn, tụ bơm đầy đủ ha. Đó, là tất nhiên là cho điện nó nạp vào cái phần đầu ra là cho nó ổn định, rồi lúc đó anh em sử dụng máy thì nó hiệu suất sẽ cao ha. Giờ cho mang tải bóng đèn 1000W nha nè. Giờ chế độ đánh em đang để chế độ đánh lì ha, tất nhiên là cái nút màu vàng nãy là mình tắt ha, nó mà vặn trở về hết luôn, trở về số 0 là mình tắt. Rồi tần số đang để mức thấp nhất luôn ha. Rồi bắt đầu bóp cò nha anh em, đây này mức thấp nhất nha, giảm tăng tần số lên đây. Là maximum nha nè. Dạo giờ mình chuyển sang chế độ đánh trọn xung nè, là cái nút màu vàng thì mình mở lên nghe cái tách đó. Nó bây giờ nó trọn xung nè, đây là xung chậm ha, giờ xung nhanh đây, tăng lên đó. Đó, nhanh nhất có thể luôn đây. Nhưng mà cái mức này thì theo không ăn cá được nha anh em, mình chỉnh vừa lại thôi. Đây, có thể ăn cá được đây. Mức này là mức đánh cá em làm dấu sẵn cho anh nè. Đó. Hai mức đây. Nó băm mà cũng băm vừa phải nha anh em. Chung là thừa quá cũng không được mà dày quá cũng không hiệu quả ha. Chung là nó đúng nó là ok. Đó, chung là anh em đánh thì mình tùy cơ mà ứng biến thôi. Nói chung là đó là cái nghề mà không có ai mà kìm tay mình hết được nha. Nói chung là kỹ thuật tùy từng anh em nữa. Một số anh em thích kỹ thuật đánh bơm xung, một số anh em thì chỉ cần đánh lì thôi, nhưng mà cái người ta vẫn đánh hiệu quả. Nói chung là tùy mỗi người ha. Mỗi người có cái kỹ thuật đánh khác nhau. Rồi bây giờ tiếp theo nè, em xin test cái phần chống chập vợt nha anh em. Thì chập vợt thì đối với anh đi bộ thì mình mới thường xuyên gặp thôi, còn đối với mà anh em đi thuyền
thì cái trường hợp đó thì chung cũng khá khá hiếm, tại vì một sợi mình thả mát rồi, còn cái giờ kia mình đánh chân gần mặt nước thôi, đâu có trường hợp mà dí cá như máy đi bộ đâu, dí hai cần lại là dí vô con cá thì nó mới trường hợp chạm thôi, còn mình đi thuyền đâu trường hợp đó thì cũng như thế, chung là khá hiếm ha. Nhưng mà em vẫn test cho anh để cho anh an tâm mà sử dụng máy thôi chứ không có gì hết. Thì máy bên em nè, em không bán máy bán thử bóng đèn, thì bán máy là quan trọng chất lượng hiệu quả thôi ha, chứ không bán máy là kiểu đếm con tính tiền nha anh em. Quan trọng là cái mình khai thác công sức như thế nào thôi ha, chung là phết ít phết nhiều. Không nên so sánh chỗ phết ít phết nhiều nha anh em, mình nên so sánh là con máy nó hiệu quả hay không. Đó. Mình khai thác công sức như thế nào thôi ha. Chứ trên lệch 1-2 con phết thì cũng nó chuyện đó bình thường thôi nha anh em. Rồi, bây giờ em thử chế độ chống chập vợt ha. Rồi, tần số đang để maximum luôn. Chế độ đánh đằng, chế độ đánh liền nha. Đây, cò bóp này em để đây nha. Đó. Chập vợt, phần công sức không hoạt động nha anh em. Giọng nhả cò ra nè. Bóp lại máy hoạt động bình thường ha. Giờ em chuyển sang chế độ đánh băm sung. Đây. Rồi giờ em chập vợt nha. Đây cò bóp này. Đó. Chập vợt nè. Phần công suất không hoạt động nữa. Giờ em nhả cò ra. Bóp lại. Máy hoạt động lại bình thường ha. Đó. Thì chập vợt là trong trường hợp chúng ta băng tải nha. Nó anh em lưu ý thật kỹ nha. Thì những con máy điện tử bên em hướng dẫn là rất chi tiết cho anh em để anh em sử dụng an toàn và hiệu quả ha. Để vì một số anh em thắc mắc á, thì nói chống chập vợt mà thì tại sao mà không lấy hai vợt chập lại được mà không cho nó, một số anh em cũng thắc mắc như vậy. Nhưng mà anh em lưu ý nè, em nói rất kỹ trên video thì những con máy điện tử bên em đó nói rất kỹ ha. Thì mình chập vợt là trong trường hợp chúng ta đang mang tải nha anh em, đang mang tải, tất nhiên là mình đang đánh cá hoặc là mình đang mang tải bóng đèn như em đây đó, thì mình chập vợt lại thì trong trường hợp đó thì máy có chức năng bảo vệ sẽ tự ngắt. Còn anh em mà không được lấy hai vợt trên bờ mà chập lại thử lửa kéo lửa như máy cơ đó, lúc đó hư máy nha, nó anh em lưu ý thật kỹ cho em nha. Thì mình đánh cá quan trọng là đánh chất lượng hiệu quả hay không nha anh em, chứ không có bằng không cần thiết cái thử bóng đèn thử lửa này kia đâu. Còn đây em thử bóng đèn để cho anh em mà cho video cho anh em thấy là cái đầu ra nó có đã ra tải rồi thôi, chứ không có chứ em không có bán máy mà thắp đèn sáng đèn tối gì hết, em chỉ bán máy đánh cá thôi ha. Thì mục đích của anh em cũng vậy thôi, mình quan trọng là mình mua máy về mình đánh cá thôi, chứ anh em đâu phải anh em mua về thắp đèn đâu đúng không. Đó. Bởi vậy thì em nói hết hết mình tận tình vậy đó anh em, chung là anh em chắc anh em cũng đã hiểu ha. Rồi chung là video cũng khá là dài nha anh em, thì cũng mong anh em thông cảm ha, chung video cũng khá dài rồi đó. Em cũng xin tạm dừng video tại đây, thì em đã test tất cả các chức năng, đã đều test và hoàn chỉnh và sẵn sàng và đóng gói gửi đến anh nha. Thì trước khi kết thúc video thì cũng gửi là chúc sức khỏe đến gia đình của anh, là chủ nhân của con máy này là anh Tâm, khách hàng ở Kiên Giang ha, và sau đó là toàn thể anh em kích thủ, anh em đồng nghiệp và toàn thể những anh em đã ủng hộ kênh của em ha, tất cả những anh em gần xa trên mọi miền đất nước ha. Thì em xin gửi là chúc tất cả luôn luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và vụ mùa bội thu ha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã xem video tới phút cuối này ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo nha.